Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có khối tài sản cách xù từng sở hữu nghìn cây vàng vợ trẻ kém 11 tuổi hưởng chọn. Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long và cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều cùng bà xã kém 11 tuổi, khối tài sản của anh vô cùng đồ sộ, đặc biệt hơn là giao toàn bộ số tiền có được cho vợ trẻ của mình. Kim Tử Long là một gương mặt nghệ sĩ từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với những khán giả, đặc biệt là lớp khán giả lớn tuổi khi anh chính là người cực kỳ nổi tiếng của làng cải lương Hồ Quảng, danh tiếng và sự nghiệp của Kim Tử Long sau bao nhiêu năm vẫn trường tồn, thậm chí vẫn phát triển từng ngày có được một chỗ đứng vô cùng vững chãi trong làng giải trí. Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 này tên thật là Hoàng Kim Long, anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, sở hữu giọng ca khó trộn lẫn, nét diễn và thân thái trên sân khấu thuộc hàng đẳng cấp. Kim Tử Long giờ đây chính là lớp nghệ sĩ cải lương tiền bối của nhiều nghệ sĩ trẻ, được kính nể và cảm thán. Các vai diễn để đời của anh trong quá trình làm nghề có thể kể đến như Y Mây, Y Ban và Nàng Tiên, Phan Lương, Người đẹp bến Tiền Châu, Gia đồng, nàng tiên mẫu đơn, lữ bố, phụng nghi đình, mỹ đen, sống trong tình thương. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thì cuộc sống đời tư của Kim Tử Long cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm, là ngôi sao lừng lẫy trong làng giải trí. Sau bao nhiêu năm làm nghề, Kim Tử Long giờ đây đã có cho mình một khối tài sản cách xù khiến nhiều người mơ ước. Bên cạnh đó, anh cũng là một trong những người làm kinh doanh nổi tiếng khi vô cùng mát tay trong mảng này để lại nhiều thành công vang dội. Từng chia sẻ trước truyền thông, Kim Tử Long cho biết nhờ kinh doanh bất động sản mà vào khoảng những năm 2000, anh có trong tay cả nghìn cây vàng. Anh kể, gia đình tôi bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, một tuần sau có người gọi điện mua lại căn nhà tôi vừa mua ở đường Nguyễn Tri Phương giá cao hơn, tôi bán và lời được 10 cây vàng. Tôi mua căn nhà khác giá 110 cây vàng, chuẩn bị xây dựng thì lại có người gọi điện hỏi mua ngay với giá 150 cây vàng. Khoảng hơn một năm, tôi vô tình trở thành có đất, có nhà. Những năm 2000 tôi từng cầm trong tay 1000 cây vàng, Kim Tử Long cho biết thêm, ngoài ra Kim Tử Long cũng nổi tiếng là một người yêu thích xe hộp. Anh từng cho biết trong quá trình làm nghề đã đổi hơn 30 chiếc xe sang. Hiện tại chiếc xe anh đang sử dụng cũng là một trong những thương hiệu xe sang có tiếng, hiếm ai sở hữu được. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Kim Tử Long còn quản lý cả nhà hàng, spa và quán cà phê của riêng anh. Chưa dừng lại ở đó, anh còn là người đứng phía sau hết lòng hỗ trợ và phụ giúp thêm cho công việc kinh doanh của vợ trẻ kém 11 tuổi của mình. Chuyện tình cảm của Kim Tử Long cũng là điều khiến nhiều khán giả vô cùng quan tâm trong nhiều năm qua. Dù thành công trong mọi mặt, nhưng chuyện tình cảm của Kim Tử Long thì lại khá rắc rối. Theo đó, trước khi có được hạnh phúc như hiện tại, thì nam nghệ sĩ đã phải trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó. Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên có cô con gái là Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Anh kết hôn lần thứ hai với Cẩm Tú, em gái của danh thủ Hồng Sơn, có thêm hai cô con gái gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh đã lập gia đình với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và là con gái của hai nghệ sĩ Cải Lương, Hữu Cảnh, Xuân Yến, có cô con gái nuôi là nghệ sĩ Cải Lương, Bình Tinh. Đến được với Trinh Trinh, cả hai nghệ sĩ cũng phải đều gánh chịu nhiều ý kiến trái từ gia đình và khán giả. Bởi lý do là sự cách biệt tuổi tác và hơn nữa Kim Tử Long đã có hai đời vợ trước đó. Trinh Trinh từng kể trước khán giả, thời gian đầu mới đến với Kim Tử Long, từng có rất nhiều người nhắn tin nặc danh mắng chửi chị giật chồng hoặc đào mỏ. Họ không biết rằng thời điểm đến với chị, Kim Tử Long cũng chẳng còn gì trong tay. Họ phải cùng nhau vun vén mới có được cuộc sống hiện tại. Hiện tại anh và bà xã cùng các con đang sống trong một căn biệt thự đầy tiện nghi và sang trọng. Kim Tử Long thi thoảng chia sẻ hình ảnh biệt thự sang trọng đến khán giả. Ngôi nhà được trang trí nhiều nội thất cao cấp, lấy tông trắng xám làm chủ đạo. Phòng khách trưng bày nhiều đồ lưu niệm, giải thưởng. Nhà cũng có khoảng sân rộng rãi được Kim Tử Long tận dụng trồng hoa, cây cảnh. Tuy có tài sản đồ sộ như trên, nhưng chính Trinh trong gia đình mới là người giữ toàn bộ tài sản. Theo đó, Kim Tử Long từng cho biết, tiền diễn, tiền kinh doanh tôi đưa hết cho Trinh giữ. Tôi sống với ai thì luôn tin tưởng người đó. Hiện tại ở độ tuổi ngoài 50, Kim Tử Long giờ đã có cuộc sống đầy viên mãn và hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan và khối tài sản kích xù khiến nhiều người mong ước.